Nếu bạn sợ chấn thương khi chơi thể thao, hãy ghé thăm shop Móng TV để đặt hàng bó khuỷu tay online chính hãng, bó gói 360 độ sẽ bảo vệ toàn phần. Sản phẩm uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng. Hãy liên hệ Zalo Móng TV 0376993106 để được tư vấn và đặt hàng nhé. Móng TV uy tín là trên hết. Đúng rồi. Đừng nói. Chơi quay mà bài tự không. Ý. Lên. Bắt đi mày. Vâng, xin được chào mừng anh đã quay trở lại với kênh của Móng. Tính tới điểm hiện tại thì sân bóng chuyền Móng TV cũng đã hơn 90% hoàn thiện và đã đưa vào sử dụng để phục vụ những anh em đam mê bóng chuyền gần xa. Địa chỉ là tại xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Quay trở lại với vấn đề, ngày hôm nay rất nhiều anh em đã từng inbox cho Móng hỏi những câu hỏi liên quan về sức mặt mà thôi. Thế nhưng có một điều mà anh em thường bỏ qua, đó chính là cổ tay. Và đây là cái mà vấn đề Móng cực kỳ quan trọng, bởi vì lực cổ tay nó quyết định rất nhiều, và thậm chí nó gần như là một yếu tố tiên quyết đó để quyết định một người đó đập bóng có khéo hay không, có mạnh hay không. Và nếu như bạn nào có sở hữu cổ tay mạnh nha, sở hữu cổ tay mạnh, khỏe và khéo nữa, thì lực đập bóng cũng như là quỹ đạo đập bóng trong những cái tình huống bấm chắn một là hầu như rất là khó chắn. Thì video clip sau lưng Móng đang chiếu cho anh em đó chính là bạn Dương Linh. Với chiều cao 1m65 và mặt đà của bạn Dương Linh này, thì Móng chứng kiến tại sao muốn chuyền Móng TV, bắt đài của bạn Dương Linh này chỉ đâu đó là khoảng 2m8 tới 2m9 thôi đó, chiều cao 1m65, 2m8 2m9 mà thôi. Dương Linh bắt đầu chưa bao giờ mà qua được chuyền lưới. Những cái khả năng cắt bóng của Dương Linh đó nhá, là khi mà Móng chứng kiến á, thì chàng trai này bắt đầu á, là những cái pha mà gọi là cao nhất á, thì cái phần này nó chỉ cũng ngang chuyền lưới chứ nó không có cao hơn chuyền lưới được. Có nghĩa là cái sức bật đài của Dương Linh đó đâu đó khoảng 2m8 là cùng. Tuy nhiên thì bù lại thì bạn này có một cái cổ tay cực kỳ mạnh mẽ và thực sự rất mạnh mẽ. Thì tất nhiên thì bóng chuyền thì có người này, có người hay, có người dở, đúng không ạ? Nhưng ở góc độ mà thể thao thì Móng TV cùng các bạn tham khảo cái lực cổ tay của bạn Dương Linh này để xem coi là nó lợi hại như thế nào nhá. Ok, thì bắt đầu. Anh em đang xem một tình huống nè, Dương Linh ở biên 4 nè, áo đen quần đen, anh em nhìn bật đà nè, động tác vào đà rất là đẹp nha anh em. Mấy 3m này, 3m hơn đó. Là tình huống thứ hai, anh em nhìn nè, đấy, toàn là cổ tay không, thực sự mổ bóng rất là khó chịu, lắc léo. Tiếp tục nè, mấy anh em thấy chưa, nó đó là ba tình huống. Và tình huống thứ tư vẫn là vị trí biên 4 nha anh em. Đến đi. Đó. Tiếp tục biên 4 nè, phần sân phía bên trái của bạn nha, Dương Linh áo đen. Trời ơi trời. Mà Móng dừng lại chỗ này một tí xíu. Đây là một cái tình huống mà phải nói là thể hiện được cái cổ tay của Dương Linh rất là tốt. Đó. Chúng ta nhìn thấy là bạn này chỉ cao 1m65 mà thôi. Đó, bật đà như Móng đã nói chỉ 2m8 thôi, 2m8 tám mấy thôi. Đó, chứ không có chuyện 3m rồi đó. Dương Linh bật không thể nào tới 3m được. Đó, tuy nhiên thì cổ tay của Dương Linh rất là tốt, thực sự rất là tốt. Đó, thì cái cách đánh của Dương Linh này đậm chất Campuchia, với cái lực bóng rất mạnh và cổ tay rất khéo. Mà phải nói như vậy, tình huống bóng chắn 1-1 là rất khó bóng chắn ở Dương Linh nữa, nếu như mà chuyền bóng mà phải nói là nó đẹp, nó rơ đàng hoàng. Đó, thì chàng trai này thì phải nói là với cái chiều cao 1m65 thì khá là hạn chế. Tuy nhiên thì các bạn nhìn này, thì qua cái ví dụ đó chúng ta thấy được điều gì? Nhiều bạn quan tâm về sức bật thì Móng không có nói, thật sự sức bật nó rất là quan trọng. Tuy nhiên song song với đó, các bạn nên tập trung luyện cổ tay nhiều vô, luyện cổ tay nhiều vào nha, bởi vì lực cổ tay nó gần như là tổng hợp tất cả các tư thế đó. Từ việc chúng ta chạy đà, đúng không ạ, hình vai ưỡn người các thứ nó, cho tới chúng ta gặp người và toàn bộ lực nó dồn về phía cổ tay của chúng ta, điểm tiếp xúc bóng nữa, thì nó tạo một cái lực cổ tay cực kỳ kinh khủng. Các bạn tập trung vào sức bật nhiều quá mà các bạn không có lực cổ tay á, thì các bạn đập bóng rất khó giữ tầm, là một. Thứ hai nữa, các bạn rất khó để lắc léo, lắc chắn này nọ cái thứ. Cho nên cái lực cổ tay nó rất là quan trọng. Chúng ta cùng xem tiếp nha. Tiếp tục biên 4 nè. Vậy, anh em thấy chưa? Đó, vào đà rất là kín, đánh AI rất là kín, không có lộ đó. Cho nên là rất khó để bóng chắn. Đó, quả này vẫn vào nha anh em, tại góc cao mới thôi. Tình huống bảo bóng của Dương Linh, anh em nhìn thấy nè. Đó,
lực bạo bóng rất là mạnh. Và người bắt đệ mi hồi nãy chúng ta xem đó là bạn Hậu. Tiếp tục là vị trí số 4 Dương Linh nè. Anh em xem này. Đấy, Môi Y nè. Thực sự Dương Linh. Đây. Chúng ta xem lại tình trạng này slow motion nè. Anh thấy cổ tay chưa? Đà đã ngợp rồi. Thế bóng nó khó rồi. Mà cậu ấy dùng cái cổ tay của mình để gạch về một bên. Và ngay chỗ cái vị trí mà C2 đang đứng ở đây là hoàn toàn bất ngờ. Hoàn toàn bất ngờ. À, chúng ta thấy nó có một cái tí xíu gì đó nó na ná giống Lam. Tuy nhiên thì không so sánh như vậy khập khiễng được. Tại vì bạn này thì chắc chắn không bằng Lam rồi. Mà chiều cao, về kỹ năng, về cổ tay các thứ mà thứ đều thua tất cả. Tuy nhiên chúng ta nhìn thấy trong cái pha bóng này cái cổ tay của bạn này xử lý rất là tốt. Rất là tốt. Đánh các đường khác là chắc chắn sẽ bị rụng. Chỉ còn một cái đường này thôi. Đó, và bạn sẽ hay bất ngờ khi mà bóng không ngờ chạm tới mình. Các bạn thấy không? Cái cổ tay nó khá là ổn định. Đó. Còn nói về độ dừng thì bạn này không có, Dương Linh bật không có độ dừng. Nha mọi người nhé. Sức bật của Dương Linh rất là bình thường. Đó, 1m6 lành cho anh em là dẫn đánh tốt bình thường, đánh vô lưu á. Tiếp tục ở biên 4. Cái lực đập bóng ở ngoài của bạn Dương Linh này rất là mạnh, nó đậm chất Campuchia mọi người, thật sự. Anh em nhìn thấy cái găng tay mà Dương Linh đang mang là món TV tặng cho bạn ấy đấy. Ui, đã chưa? Đấy. Anh em thấy không? Cái quả mổ bóng tầm cao nhờ lực cổ tay rất là tốt. Đó, cho phép các bạn mổ bóng tầm cao rất là mạnh. Đó. Nó giữ tầm đó. Thấy chưa? Rất là kinh khủng. Qua những clip này thì món TV muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn điều gì? Đó chính là chúng ta song song với luyện sức bật thì các bạn hãy tập trung vào luyện cổ tay. Luyện cổ tay nó có rất nhiều. Đầu tiên là các bạn gõ bo tường nè, các bạn gõ bóng xuống đất, bật lên bật xuống nè, nhớ là trúng lòng bàn tay nhé. Là gõ bo tường đó, là sau đó tập vũ, tập tạ cổ tay các thứ, tập cơ sau, vân vân. Thì có như vậy thì chúng ta mới có thể là toàn diện các kỹ năng được. Clip này là một minh chứng cho tất cả các bạn có chiều cao hạn chế 1m6, 1m7 nào đó, 7 trở lại này đó, thì có thể là tham khảo để xem đó là một động lực cho mình. Chứ clip này nó không có cái tính so sánh là Dương Linh là một tài năng gì cả, không phải, mà là muốn TV muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn rằng là hãy tập trung luyện cổ tay song song với sức bật, chứ đừng có tập trung về sức bật nhiều quá nhé. Đó, luyện cổ tay và qua đó các bạn nhìn thấy được cái vai trò của cổ tay nó như thế nào, nó rất là kinh khủng trong bóng chuyền nha. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip của Móm TV. Và nếu như anh em nào mà muốn giao lưu thể thao thì có thể lên sân Móm TV, địa chỉ là tổ 5, ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, sát gần biên giới với Campuchia. Hy vọng là tình hình dịch bệnh nó sẽ qua đi, nó ổn định thì sẽ mời một số thanh niên bên kia Campuchia qua để giao lưu. Chắc chắn là như vậy rồi nha. Thì cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi clip. Chúc anh em sức khỏe và an lành trong cái đợt dịch Covid này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.